Video tô màu cho Hello, xin chào tất cả các bạn này trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là bức tranh về cô gái đang trồng cây, tưới nước cho cây, và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình tô màu hồng tím cho cái mái tóc của cô gái này. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh dương cho cái áo của cô gái này nhé. Tiếp theo là màu đỏ cho cái quần của cô gái này nhé. Mình tô màu đỏ cho cái vòi nữa. Bình tưới nước này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng cho cái bông hoa ở giữa cái bình tưới nước này nhé. Tiếp theo là màu vàng cho cái đôi ủng. Tiếp theo là mình sẽ tô màu xanh dương cho những cái ngôi nhà này nhé. Tiếp theo màu xanh.
Tiếp theo mình sẽ lấy màu nâu đất cho cái đất này nhé. Và video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.